Mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn tích hợp mạng Phantom trên MetaMask các bạn. Mỗi một đồng coin chạy trên nó có nền tảng blockchain của nó, riêng của nó nghe các bạn. Thì để tích hợp được mạng Phantom này thì các bạn cần có một cái địa chỉ là MetaMask các bạn. Thì sau khi các bạn tạo tài khoản xong thì các bạn nhấp vào mở và bao anh cùng nè, các bạn nhấp vào một cài đặt này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một mạng RPC tài chính các bạn. Thì tất cả các bạn làm airdrop thì có hai địa chỉ, là một là MetaMask, hai là ví chuột wallet là rất cần thiết cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thêm mạng nữa các bạn. Rồi thì tên mạng này nọ thì mình có để dưới phần link mô tả dưới video, thì các bạn chỉ việc copy làm vào thôi các bạn. Rồi tên mạng là Phantom, bạn copy vào nha các bạn. Phantom các bạn sao chép lên các bạn. Nem là Phantom đó các bạn, đây mình ghi luôn các bạn, mình khỏi cần copy. Tiếp tục thì cái URL RBC này thì các bạn copy cái bên đây sang qua người ta các bạn. Mình có để thông số cho các bạn nè, các bạn duyệt ạ. Nghe nét dạo thôi, các bạn copy link nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Sorry các bạn, cái máy mình nó hơi chậm quá các bạn, mình cũng làm biến làm video quá. Rồi tiếp tục thì mã chuỗi thì các bạn mình có để cho tất cả các bạn luôn các bạn. Mã chuỗi là máy đây, các bạn chở vô bên này. Mã chuỗi là ChainID, mã chuỗi là 250 các bạn, 250. Rồi tiếp tục thì ký hiệu là STM quá. Đúng rồi, ký hiệu là STM nha bạn. Còn tiếng Anh là cái symbol đó các bạn. Thì các bạn cứ dựa dạy trên thì các bạn điền dạy xuống các bạn. STM trình khám phá phổi. Rồi tiếp tục thì cái URL này thì các bạn copy đây nè các bạn. Ở trên thì RTC, còn dưới thì URL nữa các bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa, các bạn vô chính xác 1250, ok. Rồi các bạn bấm vào mục thêm nữa các bạn. Làm gì mình phải thăng trọng chút các bạn ơi. Chịch một con tán là bán ở nhà. Rồi bấm nút thêm các bạn. Ok, như vậy sau khi các bạn bấm thêm thì các bạn sẽ có một cái ví là Phantom người ta các bạn. Thì địa chỉ gửi và nhận của mình chỗ này là các bạn, địa chỉ nhận nè. Nó cũng tương tự như giống như địa chỉ khác thôi. Rồi thì để chuyển hoặc là gửi con token chạy trên nền tảng mạng Phantom thì các bạn cần phải có token có kỳ hiệu là FTM này các bạn. Thì nó cũng tương tự như mạng BNC Smart Chain, thì và các bạn cần có token BC BNB BS20 các bạn chuyển. Thì token này cũng vậy thôi các bạn. Thì các bạn cần có token FTM nè. Thì để mua được con token FTM này thì nó list rất là nhiều sàn giao dịch luôn các bạn. List sàn lớn không các bạn? List sàn Binance đủ. Mặn quá. Nên tất cả các bạn list sàn Binance cho giao dịch qua cặp USDT nè, FTM qua BTC nè. Còn KuCoin thì các bạn nạp USDT qua giao dịch chứ FTM nè các bạn. FTS nè, KuCoin. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví tích hợp mạng Phantom, đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Vì trời mưa, dưới quê mình mưa mạng lát khó làm video luôn các bạn. Nên lúc nào cũng không bị lát, mong tất cả các bạn thông cảm nha. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.